nứt đứt nứt này thì tạo một nét cổ xưa vintage rất là tuyệt vời luôn nha cả nhà. Kính chào cô chú anh chị, hôm nay qua kiển Hùng Thi tiếp tục vào vườn review cho cả nhà xem. Đây là một vườn cây có tên là cây chuông vàng, khi nở nó sẽ có hoa màu vàng, hình dáng giống như là cây chuông nha cả nhà. Và lô chuông vàng này là hàng dâm ủ, cây rất khỏe và chắc chắn rồi nha cả nhà ơi. Chuông vàng này là đo 1 mét cách gốc, đường kính dao động từ 18 cho tới 20. Rồi em đi vào cận cảnh xem cho cả nhà nha. Cao từ 4-5 mét thôi nha cả nhà. Cái tàn ra lá rất là đẹp luôn, hàng dâm ủ mình ra chuẩn như thế này thì về trồng là bao khỏe luôn nha cả nhà ơi. Đây 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 à, thân cây rất khỏe luôn nè. Rồi vành gốc của nó 10 theo cả nhà đó, 5 mét lên. Bên em mà cung cấp ra thị trường số lượng rất là lớn luôn, những cây này dao động đường kính từ 5, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 20 cho tới những cây khủng luôn nha cả nhà ơi. Đó bên em mà qua kỹ Hùng Thi nha, là tổng đại lý nhận cung cấp tất cả những mặt hàng là cây trồng, cây công trình nhỏ có hoa nè, cây sân 4 mét, cây sân đô thị, cây sân thủy nội thất. Và hoa kiển Hùng Thi chúng em trực thuộc công ty Hoa kiển Lân Cường và trực thuộc khu du lịch miệt vườn Happyland Hùng Thi Sa Đéc, đó có địa chỉ số 113C đường Làng Hoa, Cống Tân, phường Tân Quy Đông, thành phố Hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Và quý anh chị ơi, số hotline quen thuộc quý anh chị hãy nhớ, lúc nào cũng sẽ để trên màn hình cho quý anh chị được xem nha. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều đó. Và kinh nghiệm kinh doanh về hoa kiển cỏ thảm bên em đã gần 20 năm, quý anh chị mình cứ an tâm và lựa chọn nha. Đây là một cái cây rất là đẹp, cây rất là thấp. Trước màn hình quý anh chị mình xem, đây là cái bầu xây dựng rất là tốt nha quý anh chị. Giờ mình trồng sẽ rất là nhanh, bén rễ nha. Một cái hố sâu mình để cái cây của mình vào đó, mình trồng thẳng đứng đi lên, cái lớp vỏ của nó bảo vệ thân cây mình rất là tốt nha quý anh chị. Đây quý anh chị mình thấy chưa, những chiếc lá phúng phính ra, và hôm nay chỉ trọn vẹn trong năm nay thôi, quý anh chị sẽ thấy được những cái hoa màu vàng, hoa chuông vàng cực kỳ là tuyệt đẹp. Mà nếu như trong quá trình quý anh chị trồng có những cái thắc mắc khó khăn nào về cây của mình, quý anh chị cứ trao đổi với bên em sẽ có dàn nhân viên hỗ trợ cho quý anh chị hết mình luôn đó. Quý anh chị ơi, có chấm được cây nào chưa? Nếu chấm được cây nào thì cứ liên hệ cho bên em nha. Đây tiếp theo một cái cây như thế này nữa nha quý anh chị. Thì thường thì những cây này rất được ưa chuộng để cả nhà có thể bắt gặp ở hình dáng là ở các sân vườn nè, villa biệt thự, hoặc là quý anh chị đang có cái ý định mình làm cái quán cà phê, hoặc là cái khu vườn BBQ ngoài trời, thì đây là một sự lựa chọn cho mình. Bởi vì sao, thì cái nứt trước nứt này thì tạo một nét cổ xưa vintage rất là tuyệt vời luôn nha cả nhà. Ở trên mình ra những cái bông hoa màu vàng, mình vừa chơi thân vừa chơi hoa được. Ở nhà ở dưới mình đi mai diện phúc, mình đi kết hợp tạo vẽ sân vườn rất là tuyệt vời. Thế nhà cả nhà, và khi mà tối á, mình đánh đèn lên sáng lên cây dương vàng nó sẽ bật lên cái đẹp của nó, là thân gỗ nứt nứt vậy, rất là thơ, rất là cổ điển luôn nha cả nhà, rất là đẹp cho trang trí sân vườn villa biệt thự, những cái sân vườn ngoài trời, tạo cho những cái khung cảnh mà chúng ta những cái hiệu ứng rất là tuyệt vời trong ban đêm, thêm những cái khung nhạc chiêu chiêu nữa là rất là tuyệt vời luôn nha cả nhà. Cái nhà về mình trồng mình cũng bắt 3 cây như vậy cho em nha, và nhiều cây hơn để cố định lại cái thân cây để cây nó phát triển tốt hay cả nhà. Về mình cắm xuống mình thả xuống rồi mình bắt những cái cây như thế này để nó giữ cho bộ rễ nó phát triển lan ra, và càng ngày càng phát triển hơn nữa để nó bám sâu trong vùng đất của căn nhà là nó phát triển luôn nha cả nhà. Cảm ơn quý anh chị đã xem trọn vẹn video clip cũng như luôn ủng hộ hoa kiển Hùng Thi trong gần 20 năm qua. Chúng em hứa hẹn sẽ cung cấp những cây như size cỡ quý anh chị mong muốn, và cũng như là sẽ có số lượng lớn cho quý anh chị mình về trang trí sân vườn villa biệt thự nha quý anh chị ơi. Còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ cho hoa kiển Hùng Thi ngay. Cái lô này chúng em còn vài cây, quý anh chị chấm cây nào chụp màn hình cây đó lại nha. Rồi quý anh chị ơi, rất là nhiều cây luôn nha. Rồi em sẽ đọc lại danh sách nha. Quý anh chị có yêu thích những cây công trình lớn như là chuông vàng, Chứ Ngọc Lan, Bằng Lăng Tím, Osaka Vàng, Osaka Đỏ, Phượng Vĩ, Liêm Sẹt, Bàn Đài Loan, Bằng Lăng Tím, Lộc Vừng, Liễu Hồng, cứ nhấc máy alo cho bên em. Hoặc là bên em cũng là tổng đại lý nhận cung cấp cỏ như nhật sa đéc, cỏ lá rừng ta, cỏ lá rừng thái, cỏ xuyến chi, cỏ đậu phộng, là thuộc nhóm những cỏ thảm trang trí sân vườn villa biệt thự, những tiểu cảnh nha cả nhà. Hoặc những cây ăn trái luôn nha cả nhà, mít, sơ ri, bưởi da xanh, vú sữa hoàng kim, vú sữa mica, vân vân, những cái cây ăn trái, hoặc là những giá thể để trồng cây như là tro, trấu, phân rơm, sơ dừa, đất sạch, bên em cũng hỗ trợ cho cả nhà luôn. Hoặc các cây công trình nhỏ có hoa như là cây bực thái, tuyết sơn, phi hồ, những cây đi đường viền, cẩm tú mai, cẩm thạch,
rồi những cây địa lan vàng, địa lan tím nha cả nhà, rất là nhiều luôn. Rồi rất là nhiều những mặt hàng để chúng ta có thể lựa chọn luôn nha cả nhà. Nhớ theo dõi các nền tảng về TikTok, tổng đại lý Hoa Kiển Hùng Thi, Hoa Kiển Hùng Thi Sadec vân vân, để chúng ta đón chờ những cung bậc cảm xúc nhiều hơn nữa, cây hoa rực rỡ đa sắc màu tại làng hoa Sadec luôn cả nhà. Và đến đây em xin được phép tạm dừng cái vlog ngày hôm nay. Kính chúc toàn thể bà con một ngày mới, một tuần mới thật là năng động, mạnh khỏe, tươi khỏe, hạnh phúc và thành công. Hoa Kiển Hùng Thi, khu du lịch miền Phường Tháp Lan Hùng Thi xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị bà con trong những video clip tiếp theo.